và chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh U Tuấn cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày mùng 7 tháng 3 nhận định thị trường ngày mùng 8 tháng 3 năm 2022 trước khi đi vào nội dung nhận định của ngày hôm nay thì rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán thì cũng anh chị cũng thấy là kênh cổ phiếu Kim Cương mình xây dựng với một cái tiêu chí với một cái cách phân tích rất là khác so với tất cả những cái kênh phân tích về chứng khoán khác những cái kênh khác thì họ đang muốn làm cho mọi thứ nó phức tạp hơn nó dày thông tin hơn và làm cho chúng ta có cái cảm xúc cái cảm hứng hơn trong cái việc giao dịch thị trường nhưng mà nó sẽ làm cho chúng ta gần hơn đến với những cái sự thất bại thì cái kênh của mình thì đi theo một cái tiêu chí ngược lại làm cho mọi thứ rất là đơn giản và đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa và như thường lệ thì các anh chị thấy là bao giờ mình cũng phân tích thứ nhất là thị trường chung thứ hai là các cái nhóm ngành và thứ ba là đến với các cổ phiếu thì đầu tiên là với thị trường chung thì các anh chị thấy là cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì uh, thị trường bán ra. Tuy nhiên là các anh chị thấy là nay bán ra chỉ 0,4% thôi, khối lượng ở mức tương đối. Tuy nhiên thì nó vẫn hoạt động bám theo cái đường trung bình MA10 và MA20 và vẫn trong một cái xu hướng lên. Các anh chị có thể nhìn thấy đây có thể giống như đây là một cái xu hướng lên ngắn này hoặc là nhìn đây vẫn là một cái xu hướng lên dài Tuy nhiên là hiện tại các anh chị thấy ở đây là một giai đoạn mà mình nhận định là thị trường đi lên nhưng mà đi lên yếu hay còn gọi là segue anh chị nhé viên 34 tự cũng vậy nhé. Hôm nay là một cái phiên bán ra một phần trăm nhưng mà không vấn đề gì nó vẫn duy trì xuống lên nó vẫn duy trì cái theo cái nhận định của chúng ta ở những cái phiên trước à, số lượng cổ phiếu tốt hiện nay thì là duy trì cũng khá là tốt 280 cổ phiếu và điểm trung bình thì vẫn đang đi lên Nói tóm lại thì phiên giao dịch hôm nay thì nó không làm cho chúng ta thay đổi nhận định gì về thị trường cả chúng ta vẫn có cái quan điểm và chiến lược và anh chị có thể thấy xuyên suốt trong tất cả những cái nhận định của mình các anh chị thấy là tất cả những cái ở đây này tất cả những cái ngày từ những cái ngày thứ hai mình luôn duy trì một cái quan điểm nhận định như ngày hôm nay và cho đến ngày hôm nay cũng vậy có rất nhiều người hô là thị trường rơi hoặc thị trường lên nhưng mình vẫn duy trì một cách nhận định như vậy anh chị nhé thì đó là cái cách cái cách tiếp cận ở đây các anh chị thấy là 90% nhà đầu tư thì thất bại trên thị trường chứng khoán đây không phải là cái con số của mình nói mà mình đặt trong những cái tài liệu phân tích cũng không phải là riêng ở thị trường Việt Nam mà trên thế giới mà các anh chị biết thế giới lịch sử chứng khoán ở Việt Nam là khoảng hai ba chục năm đúng không thế giới một trăm năm nay rồi các anh chị thấy có những cái giai đoạn mà các anh chị kiếm tiền được chúng ta như là những cái gọi là những nhà đầu tư xuất sắc đúng không cảm thấy chúng ta giống như, như là thiên tài nhưng mà đâu đó nếu các anh chị nhìn đến những cái giai đoạn mà nó không rõ ràng hoặc nó rơi như thế này thì tất cả những nhà thiên tài thì đều trở thành người là quay ra gọi là mắng thị trường chứng khoán đúng không ạ quay ra mắng thị trường chứng khoán và các anh chị cũng hiểu rằng cái giai đoạn mà thị trường nó đi lên ở đoạn dưới này thì các anh chị có thể có lợi nhuận và ở lợi nhuận ở trên cái số vốn nhỏ tuy nhiên là các anh chị đánh ở phần phần trên cao này sóng lớn do lớn này và vốn lớn thì các anh chị kiếm được 30 phần cái vốn nhỏ nhưng các anh chị chỉ mất 15 của số vốn lớn đây là nguy hiểm rất là, rất là nhiều do vậy ở đây thì các anh chị có thể nghiên cứu có thể xem các cái kênh rất nhiều kênh của cổ phiếu trên thị trường bao gồm từ đầu tư giá trị đầu tư kỹ thuật tuy nhiên là bản thân phương pháp của mình thì xây dựng ở đây trên nền tảng là phương pháp Ken Slim và VSA đây nhé Ken Slim đây nhưng mà mình đơn giản hóa nó đi thì cho chúng ta xem và và hiểu những cái thứ cốt lõi và nó mang ý nghĩa nhất ứng dụng nhất và hiệu quả nhất cho cái hoạt động uh, đầu tư của mình thì mình tin chắc rằng nếu anh chị mà theo dõi cái kênh của mình hoặc là các cái file mình hay gửi ở trong các group thì trong một cái thời gian qua thì các anh chị đã kiếm được những cái khoản lợi nhuận tính từ thời điểm sau tết âm lịch đến nay thì hoàn toàn các anh chị có thể nâng cái NAV của các anh chị lên khoảng ba chục phần trăm nếu mà các anh chị mua những cái cổ phiếu trong cái danh sách khuyến nghị của mình thì là mình tin như vậy anh chị nhé à, các anh chị đừng có tưởng rằng trên những chứng khoán này chúng ta có rất nhiều thông tin mật và có rất nhiều thông tin hay mang cái tính chất nội giá là chúng ta đem lại cái kết quả đâu không hề anh chị nhé nó chỉ giúp cho chúng ta đứng về phía 90 phần trăm nhà đầu tư thất bại nhanh hơn thôi gần hơn với cái cái phía bên đấy thôi anh chị ạ à, à, mình hàng ngày thì mình có hay gửi cái phân tích như thế này, này thì có một cái nội dung mà mình cũng phải chia sẻ cho anh chị là rất nhiều anh chị theo một cái thói quen rất là cũ các anh chị đều hỏi rằng là à những cổ phiếu kim cương hay mình nói ở đây thì nó như thế nào hoặc là ok đây như nào hoặc là thậm chí mình có khuyến nghị mua ở đây thì các anh chị hỏi là thế vùng mua là cái gì và vùng bán là cái gì đúng không ạ rất nhiều chị hỏi câu hỏi như thế và gần như là uh, các anh chị cũng không mua được nhưng mình nói rồi ta gọi là cổ phiếu kim cương mà đã nói mua là chúng ta sẽ phải mua đúng không không cần quan tâm đến giá nữa tất nhiên là mình đã phân tích rồi thực ra những cổ phiếu này là những cổ phiếu khá là gần nền khá là gần nền anh chị nhé nhưng mà mua là mua thì mình có tích hợp thêm một cái cột nữa đây này những cổ phiếu kim cương mà hoặc là cổ phiếu mà Kenslim này đây là hai hai phần nhé cổ phiếu CanSlim này Kenslim và dòng tiền hay là cổ phiếu viết đây dòng tiền thì tại sao mình tách cả hai loại thực ra nó vẫn là viết đây cả thôi nhưng Slim là những cổ phiếu đã vượt nền rồi và nó đang ở giai đoạn chạy ở phía trên còn viết đây là những cổ phiếu vẫn hoạt động ở phía trong nền có thể là đang kiệt vô nhưng mà đa phần là nó cũng đang hoạt động bình ổn rồi và đã là thấy đáy ở cái vùng xe vùng tích lũy rồi đi nhé thì những cổ phiếu canxium dòng dòng tiền này, này thì mình khuyến nghị nếu thủng 20 20 nếu các anh chị giữ, giữ xin lỗi thủng 20 thì chúng ta nên bán xét ở cuối phiên nhé xét cuối phiên nhé có những cổ phiếu này này cổ phiếu VLA trong này thì có thể chúng ta dùng MA20 anh chị nhé thì đấy là mình quyết định như vậy thì chiến lược nhận định thị trường là chúng ta vẫn có thể mua và nắm giữ cổ phiếu được tuy nhiên là mức thị trường vừa phải nhé đây là cái nhận định thị trường ngày hôm nay còn các anh chị thấy là các cái nhóm ngành hiện nay nhóm ngành nào là nhóm ngành mạnh thì các anh chị có thể vào đây các anh chị sơn nhóm ngành hiện nay là những cái nhóm ngành đây đúng không trong thị trường sideways đi lên thì những nhóm ngành nào mạnh hơn thị trường chung thì chúng ta quan sát đúng không trong đó trong các cái nhóm ngành mạnh đấy thì chúng ta lại tìm những cổ phiếu mạnh nhất là các cái nhóm ngành đấy đúng không thì đấy là những cổ phiếu thành công thôi nó đơn giản như vậy đúng không ạ bán lẻ này hỗ trợ kinh doanh dịch vụ vận tải này bảo hiểm này hóa chất này kim loại màu này đội dầu khí này khá là mạnh nhá thép này cũng ok này vận tải biển chủ yếu là các cái nhóm đấy thôi anh chị nhé thì mình vẫn phân tích theo cách đơn giản và theo nguyên lý top down nhé thì ngành rồi bây giờ chúng ta đi vào các cổ phiếu thì các anh chị sẽ nhìn thấy nó sẽ cổ phiếu nó sẽ được uh, kim cương từ trên này xuống nó sẽ tốt từ trên này xuống và ưu tiên từ trên này xuống nhé yeah. thì đây là những cổ phiếu mà tốt nhất các anh chị đang nên nắm giữ các cổ phiếu tốt nhất nên nắm giữ lát mình sẽ liếc ở trên đồ thị cho các anh chị xem <laughs> thì các anh chị nhìn thấy là đây là các cổ phiếu đẹp nhất trên nắm giữ có một số cổ phiếu có thể mua được như là PSD này nó vẫn khá gần nền VPG nhé yeah. BAF và BR ngoài ra những cổ phiếu khác thì mình không khuyến nghị mua nữa các anh chị nắm giữ thôi nhưng nếu nắm giữ các cổ phiếu này mà thủng ba mươi thì các anh chị có thể em xét bán nhé bán không không phải là vì cổ phiếu nó rơi bán bởi vì có khi khi nó thủng ba 10 này có nghĩa là nó sẽ cần một cái nhịp tích lũy lại hoặc là có thể nó sẽ rơi tuy nhiên ở đây thì đối với cổ phiếu kim cương thì mình sẽ không chấp nhận khi nó thủng ba mươi nguyên tắc như vậy các cổ phiếu này cũng thế ma 10 hết nhé à, các cái nhóm cổ phiếu này là những cổ phiếu vẫn trong nền thì chúng ta sử dụng ma để chúng ta thanh lý cổ phiếu mình có thể gọi là thanh lý cổ phiếu ở thời điểm cuối phiên anh chị nhé thì anh chị có thể dừng cái video lại để các anh chị nhìn mãi cổ phiếu ở đây ngoài ra rất nhiều anh chị hỏi các cái cổ phiếu khác thì đa phần nó nằm ở phía dưới này ví dụ các anh chị hỏi là cổ phiếu hòa phát thế nào thì hòa phát ở đây thì mình các anh chị có thể nhìn lên ở trên này là nhóm ngành thì là mạnh đúng không ạ ngành thép tuy nhiên là cổ phiếu chưa bùng nổ cổ phiếu hoạt động khá tốt nhưng mà cổ phiếu không phải là cổ phiếu chạy tốt cho nên là mình chưa ưu tiên không có nghĩa là nó không lên nhé những cổ phiếu này sẽ không ưu tiên bằng những cổ phiếu trên này Đấy. thì bây giờ mình sẽ trở lại Ami Broker để mình lướt các đồ thị cho các anh chị xem nhé. À, trước khi đi vào một có một nội dung nữa là rất nhiều anh chị cũng vẫn chưa hiểu như thế này thì mình cũng sẽ tổ chức uh, cho, cho một phút uh, quảng cáo một chút thì các anh chị nhé, mình sẽ uh, tổ chức hai cái khóa học ở đây các anh chị thấy sẽ có hai khóa học, khóa học nền tảng và khóa học chuyên sâu. thực ra gọi là nền tảng thôi nhưng mà nó cũng là cũng tương đối sâu đấy anh chị, ạ. nó tương đối sâu đấy. Thì mình dự tính tổ chức cái khóa học này vào ngày 20 tháng 3 sắp tới, ngày 20 tháng 3 sắp tới 20 tháng 3 sắp tới, nó là vào chủ nhật Cái khóa này mình trước đây mình mới tổ chức quy mô nhỏ thôi nhưng mà bên mình sẽ tổ chức online à, buổi sáng và buổi chiều, các anh chị tham gia thì các anh chị liên hệ số điện thoại nhé à, Mình khóa học sẽ miễn phí, miễn phí cho các anh chị à, Các anh chị khi học cái khóa này xong thì các anh chị sẽ hiểu sẽ hiểu là tại sao nó lại là cổ phiếu kim cương tại sao nó, nó là nói là, là ok và tại sao nó lại không ok nhé mình sẽ giải thích cái file Excel này cho các anh chị hiểu và các anh chị xem file này là các anh chị có thể đầu tư và kiếm được lợi nhuận rồi các anh chị nhé thì uh, ngoài ra nếu các anh chị muốn uh, quan tâm những cái bộ DVD về canceling các thứ thì anh chị có thể mua nhé thì 1,5 triệu còn nếu không có các anh chị các khóa miễn phí cũng được thì mình khẳng định là cái nội dung về khoa học như vậy thì nó sẽ chất lượng hơn rất là chất lượng so với các khoa học mà anh chị học các anh chị sẽ hiểu được về phương pháp canceling và về đây một cách cơ bản để có thể sử dụng được và để các anh chị đọc sách các anh chị hiểu được có rất nhiều gần đây thì các bạn dịch khá nhiều những quyển sách về viết đây và cancelim nhưng mà mình nghĩ là có thể anh chị cũng chưa hiểu đâu thì các anh chị học cái khóa này các anh chị sẽ hiểu được nhé thì các anh chị sẽ hiểu được là cơ hội nào chúng ta có thể kiếm tiền trên thị trường chứng khoán và tại sao chúng ta mất tiền các anh chị sẽ hiểu được các cái quy luật của các cổ phiếu thành công hiểu được cancelim là gì viết đây là gì nhé các anh chị sẽ có những cái nhìn gọi là khá là, là cực cơ bản nhưng mà cũng khá là đầy đủ về đặc điểm của cổ phiếu thành công từ đó đúc rút ra các cái bài học kinh nghiệm cách thức quản lý danh mục nhé các anh chị sẽ học được thì khoa học này thì các anh chị học thì các anh chị có thể đăng ký ở trong uh, đăng ký trực tiếp qua zalo nhé mình sẽ tạo thành cái group để các anh chị học à, ngoài ra thì mình cũng sẽ cái buổi đấy thì mình sẽ giải đáp cố giải đáp cho các anh chị về các cái danh mục mà các anh chị quan tâm nhé đây là cái khoa học về nền tảng còn cái khóa học chuyên sâu khóa học chuyên sâu này thì gần như nếu anh chị học cái khóa học chuyên sâu này thì thực ra thì mình cũng rất là hãn hữu về tổ chức mấy khoa học bản chất là mình là thiên về đầu tư đầu tư và đam mê chứng khoán đầu tư và đam mê chứng khoán cũng có dạy nhưng mà ở quy mô nhỏ thôi chứ không tập trung vào nhiều thương mại thì uh, mình bắt đầu khai giảng một cái khoa học từ mùng uh, 2 tháng 4 mùng 2 tháng 4 8 buổi Nhất thì các anh chị học có thể nghiên cứu thì khoa học này thì các anh chị phải trả phí bởi vì nhà đầu tư thì đương nhiên là uh, uh, mình cũng muốn hỗ, hỗ trợ anh chị em nhưng mà chúng ta là, những cái nhà đầu tư thì đương nhiên là chúng ta phải 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 thực sự quyết tâm đúng không ạ thực sự chúng ta phải đầu tư về mặt kiến thức đúng không ạ thì chúng ta trả phí là chuyện bình thường thì các anh chị với cái này thì các anh chị sẽ hiểu được sâu sắc về cả phương pháp lên và vía đây như các anh chị hiểu được thế nào là dòng tiền thế nào là lên thế nào là vía đây đúng nghĩa nhé đúng nghĩa nhé không phải là 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 là, là chúng ta tự suy diễn đâu nhé đúng nghĩa nhé thì các anh chị sẽ học hai module module canceling và module vía đây hai đun này nó sẽ bổ trợ cho nhau Cancelim này nó giống như là cái phần hình Còn VSA nó là phần hồn Các anh chị giống như trong võ thuật thì cái phần này là cái phần gọi là các anh chị tập cái động tác tay chân Còn cái tập phần này là phần khí công Khi chị học được hai cái phần này thì các anh chị sẽ hiểu được à, à Tại sao nó lại là Cancelim Đúng không? Mà hành vi của những nhà đầu tư lớn trên thị trường là gì và tâm lý của những nhà đầu tư nhỏ này là gì Tại sao chúng ta đầu tư theo phương pháp này Chúng ta lại thành công và tại sao chúng ta đầu tư theo phương pháp này nếu chúng ta chưa chưa chuẩn chúng ta vẫn thất bại đúng không? thì tại sao viết đây hiện nay các chị thấy rất nhiều người nói viết đây nhưng mà rất nhiều người nói nhưng mà mà thì suy diễn quá nhiều và không đi về cái phía bản chất và khi đôi khi mải mải mê suy diễn quá làm cho mọi thứ nó Dối tinh dối mù lên và không đi được về cái phía bản chất đấy thì uh, mình uh, nếu chị có điều kiện có điều kiện nếu xác định là chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta có thể học cái khóa chuyên sâu này còn không có thì các chị có thể tham gia học cái khóa nền tảng này mình nghĩ là nó cũng ok nên nó ok với các anh chị gọi là nền tảng thôi nhưng mà nó cũng đủ để các anh chị dùng đấy và nếu các anh chị học được cái khóa này thì mình tin rằng nếu mà các anh chị này mà sẽ nghe một số bạn môi giới mà tư vấn với chúng ta cái cách mua bán nó không hợp lý hoàn toàn chúng ta có thể phản biện và bắt trẻ từ các bạn đấy nói cho các bạn biết là các các bạn môi giới biết là các bạn ấy xui các anh chị những cái điều mà nó không phù hợp trên thị trường chứng khoán nha chị nhé đấy thì anh chị có thể dài khóa này thì trở lại thì đây là các cổ phiếu kim cương nhé ok và ok thì mình sẽ phân tích để cho các anh chị nhìn thấy để các anh chị nhìn thấy những cái đồ thị này đồ thị các cổ phiếu này nhé mình sẽ đi từ trên dưới đây các anh chị nhìn thấy này cái cổ phiếu gì đây này pit này ok nhé nắm giữ ok nhé nó chạc nó thì không không phải là quả đẹp nhưng mình tin rằng nếu chị cổ phiếu này vẫn lên được nhóm bán lẻ đấy FRT thì ok rồi, chạy rất là ngon rồi. Các anh chị xem lại các khuyến nghị của FRT ở các phiên trước nhé. Tiếp tục nắm giữ. PSD, PSD gần nền, thậm chí này có thể mua được. Thậm chí có thể mua được. Tiếp tục nắm giữ. Tất nhiên những cổ phiếu mình nói tiếp tục nắm giữ cổ phiếu kim cương này thì có thể thùng MA10 thì các anh chị có thể bán cũng được, có bán một nửa. Nhé, bán một nửa và chậm nhất là MA20, thùng MA20 thì chúng ta bán hết. TDG ok này. Đấy, H2H này ok này chị xem lại các cái điểm mua nhé rất là có hết à mình riêng HAH khuyến nghị mua rất nhiều gần ok này, nằm giữ chẳng nó hơi lỏng một chút không khuyến nghị mua nhưng mà có phiếu nó lên được theo cái nhóm ngành vận tải DCM đội đạm này chạy khá là tốt DCM mặc dù nó là cổ phiếu trước đây nó không phải là cổ phiếu kênh trên nhưng sau đây thì nó vượt qua cái vùng tích lũy này và nó chạy rất là mạnh cái chị nằm giữ ok nhé DPM DPM khuyến nghị vài phiên chạy rất là tốt oh. TSC ok nhé DRI nhé DRI chạy ổn nhé nắm giữ ok DGC tức sang này đợt trước ngày xưa mình khuyến nghị cổ phiếu này rất là nhiều và cũng kiếm được lợi nhuận cả trăm phần trăm đợt trước trăm phần trăm gần trăm phần trăm từ này là một nhịp chạy rất là tốt PLP PLP ok nhé anh chị nắm giữ cũng có thể mua được không phải quá đẹp nhưng mua được nắm giữ được MSR ok nhé nắm giữ nhé PPG PPG nó là một dạng có chút bọc cung nhưng mà nắm giữ vẫn ok nắm giữ ok nhé anh chị nhé TVD TVD than đấy chạy khá là ổn nhưng anh chị nằm giữ ok xa nền rồi chúng ta sẽ không mua được nữa nhé nó chạy từ dưới lên nếu mà mua thì nó phải tích lũy nó chạy lên trên tích lũy xong rồi chúng ta sẽ mua ở phần tái tích lũy phía trên nhưng hiện tại nằm giữ thôi ACL ok nhé nằm giữ BF thì khá là cần nền có thể mua thêm được ANV ok nhé À, về cái khu vực này nó điều chỉnh hơi là rộng chạy khá là tốt anh chị nằm giữ ok mà nó kiệt vôn xong nó tích lũy lại thì có thể mua tiếp ở phía trên được VHC ok VHC làm cổ phiếu mình cũng khuyến nghị rất là nhiều cho lợi nhuận rất là ổn ASP à. nhé ASP thì này... đây các cái điểm mua của nó đây chạy rất là kinh đúng không anh chị nằm giữ ok nhé CNG 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 là những cổ phiếu mà nó chạy từ cổ phiếu nó không phải là cổ phiếu kênh trên nó giống như cổ phiếu đạm mà nó chạy lên khá là ổn các anh chị nắm giữ vẫn ok TNG TNG thì các anh chị nắm giữ ok nhé Chạc thì không phải quá đẹp thì nắm giữ được Hill, Hill này khuyến nghị cũng nhiều Chạy ok nhé DQC, DQC là cổ phiếu khuyến nghị các anh chị rất là nhiều Đúng không ạ? Bản thân mình mua cái cổ phiếu này cho mấy anh chị em Mà mình quản lý tài khoản giúp mà lợi nhuận đều phần 50 hết Oi, oi dòng dầu khí này mình cũng chia sẻ đúng không? Oi này thì nó hơi rộng một chút, không đẹp bằng PVC với PVD nhưng mà hiện nay thì chạy ổn rồi BR đang chạy ổn đấy đúng không BR ổn VTV ok PVC PVC sau khi điểm mua này chạy rất là ổn cũng cho chúng ta những cái lợi nhuận được gần trăm phần trăm sau mấy phiên giao dịch PVS PVS ok nhưng nằm giữ ok chạy rất ổn PVD đúng không các chị thấy chứng khoán này nói là khó thì nó khó nhưng mà nói là dễ thì nó cũng cũng dễ đúng không ạ các anh chị nếu mà mua phải những cổ phiếu như PVC này hoặc là PVD này thì chỉ vài phiên là các anh chị có ngay lợi nhuận 7 6 70 phần trăm ngay đúng không ạ nó đâu có gì là khó khăn đâu đúng không ạ tất nhiên là không phải chúng ta chỉ dành tài khoản chúng ta chỉ mua một cổ phiếu đúng không chúng ta phải mua khoảng ba bốn cổ phiếu tuy nhiên là để kiếm một cái khoản lợi nhuận vài chục phần trăm thì nó cũng không phải là khó PVT đúng không ạ vận tài biển cái này cũng chúng ta đều tìm thấy những cổ phiếu này và đều khuyến nghị hết đúng không ạ VTO cũng thế đúng không đấy OGC này thì nó chạy từ dưới chạy lên Tất nhiên cổ phiếu này thì hiện nay chạy ok nhưng mà cổ phiếu này khó mua lắm, không mua được. Nó chạy nhanh quá không mua được. Vì tại những cái thời điểm như này thì nó không phải là mẫu hình đẹp. HTG, HTG thì cái dòng bất động sản này thì không phải có mạnh như cổ phiếu này thì chạy đang ổn, anh chị giữ được. Đấy, OCH này chạy ok này, cũng hơi lỏng một chút nhưng nắm giữ ok. BVB này ok này, chạy ổn này. AGM này chạy ổn nắm giữ được này. VXT này ok này đấy hút này hút này khuyến nghị cũng khá là nhiều trong những giai đoạn này anh chị thấy đúng không kiệt vốn này cho những cái lợi nhuận rất là cao từ giá 22 lên 34 đúng không ạ rất là nhiều PTC chạy rất mạnh với chạy mạnh ok nằm giữ này VNE VNE thế này nhóm ngành này thì không phải là quá mạnh nhưng mà hiện nay thì nó đang chạy đẹp rồi cái gì nằm giữ ok DST ok nhé nằm giữ ok cổ phiếu này mình trước cũng khuyến nghị khá nhiều từ thời điểm kiệt vốn cơ C4G ok nhé Giờ đây nó hơi lình xình chút nó tích lũy lại một chút nó vẫn chạy được HCD này thì bình thường không đẹp lắm TTF này thì uh, nắm giữ ok KLB thì hơi lặng TBC này thì uh, chưa vừa nền, chưa vừa nền rất khoát ACC này thì uh, chưa vừa nền, anh chị nhé, chưa vừa nền HTA này thì vượt nền hôm nay vượt nền đó là các cái cổ phiếu mà mình trên cái danh mục của cái phân đoạn ở phía trên này thì các anh chị theo dõi. Thực ra mình cũng phải nhấn mạnh lại một anh chị một lần nữa nhé. Đầu tư chứng khoán này cứ không phải là chúng ta biết được vài cái thông tin nghe có vẻ hay ho mà chúng ta đầu tư được. Đâu. Anh chị nhớ lưu ý. Các anh chị có thể đầu tư giá trị cũng được, kỹ thuật cũng được nhưng mà trừ khi các anh chị biến những cái cái cách thức phân tích giá trị hoặc phân tích kỹ thuật đấy thành những cái sản phẩm tư duy của của mình đúng không và khi đó chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc của chúng ta đúng không các anh chị đầu tư giá trị cũng được doanh nghiệp cũng được cơ bản và kỹ thuật cũng được nhưng phải biến nó thành những cái của mình và mình dùng chính cái cảm xúc của mình để mình điều khiển nó tức là gần như chúng ta phải 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 kiểm soát được cái cảm xúc của mình đúng không tránh khi mà chúng ta giao dịch chúng ta không ổn định chúng ta đang giá trị ngày mai chúng ta chuyển qua kỹ thuật đang kỹ thuật chúng ta lại chuyển qua giá trị đang giá trị kỹ thuật chúng ta lại chuyển qua tin tức hoặc là nghe cái nào cái kia với cái cách uh, đầu tư theo cái kiểu nghe hô hào của các bạn môi giới hoặc là cách đầu tư theo cái kiểu như vậy thì theo mình thấy là khó khó để chiến thắng thì hy vọng là cái cách uh, phân tích như thế này này nó sẽ có hai cái nội dung một là sẽ giúp ích cho các anh chị trong các hoạt động đầu tư của mình và mình tin rằng nếu các anh chị mua theo những cái cổ phiếu của mình trong suốt cái giai đoạn các anh chị xem ở đây chắc chắn các anh chị có lợi nhuận nav khoảng ba trăm trăm đấy cái nhất cái thứ hai là mình cũng chia sẻ với anh chị một cái cách tư duy về đầu tư chứng khoán chúng ta không cần phải quá là lan man không cần phải quá nhiều các cái thông số chúng ta chập vào với nhau cả giúp chúng ta gọi là nguy hiểm nhé cái chính là hãy làm cái gì đấy cũng được đơn giản rõ nét và hiệu quả thì đó là cái thông tin cũng như thông điệp của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các anh chị thì hy vọng sẽ các anh chị sẽ giúp ích được phần nào cho anh chị đầu tư của mình và các anh chị lưu ý đừng quên là tham gia nếu chưa chưa hiểu cách phân tích của mình thì đừng quên đăng ký tham gia cái khóa nền tảng cái khóa nền tảng miễn phí anh chị nhé miễn phí thì uh, hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh like và share video đến với những người quan tâm các anh chị sắp cái kênh và đăng ký uh, nhấn nút quả chuông để nhận các cái bản tin mới nhất từ từ kênh ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn